Sắm anh em ơi, hôm nay càng gẹn càng thúc càng gù về khuya là nó ra ăn sắm càng nhiều anh em ơi. Nãy giờ theo ba kèo rồi đó. Chi mà trên cây nó kèm cũng dữ nha anh em, nó kèm kiểu kèm thúc lèo anh em ha, thúc lèo rồi thúc gù rước trên cây rất là tốt luôn. Em sẽ để cái đoạn nó gù trên cây cho anh em nghe nha, có khúc nó kèm luôn nha anh em. Cây này kiểu thứ ba rồi nè, nó mới chịu rớt này. Chim nó rớt xuống nó cứ bay lên, rớt xuống nó bay lên biết nha. Mới gù thì thổi sấm nhẹ nhẹ thôi nha anh em, mà càng về sau nó xuống giọng nó ra âm sấm nhiều nha. Anh em xem clip tự nghe cái giọng bộ ngang.